chào quý vị và các bạn. Áo mưa và áo khoác sẽ là những vật dụng không thể thiếu khi ra đường cho những quý vị nào đang có mặt ở tại miền Bắc. Bởi đêm nay và sáng mai thì Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về, đúng vào thời điểm bắt đầu của tiết Hàn Lộ, tức là sương lạnh, đánh dấu sự chuyển giao dần thời tiết từ mát sang lạnh, từ thu sang đông. Lúc này thời tiết ở miền Bắc đang dần có sự chuyển biến bởi khối không khí lạnh mon men tới gần khu vực biên giới Việt Trung và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Sự tác động của không khí lạnh đã khiến gió chuyển sang hướng Đông Bắc. Ở khu vực đất liền, cường độ gió mạnh lên cấp 2, cấp 3. Ở vùng ven biển, gió Đông Bắc đạt mức là cấp 3, cấp 4. Gió lạnh đi đến đâu thì mưa rông xuất hiện tại đó. Và nơi có mưa trước tiên là các tỉnh vùng núi như ở tại khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn. Trong đêm nay thì gió lạnh kèm theo mưa sẽ lan xuống cả khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khá nguy hiểm. Quý vị cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Từ sáng sớm mai, nhiệt độ trên toàn miền Bắc sẽ giảm mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng là từ 19 đến 22 độ. Ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là 16 đến 19 độ. Thời tiết thay đổi nên quý vị cần chủ động mặc áo ấm để khỏi bị nhiễm lạnh khi lưu thông ngoài trời. Cùng chung xu thế với các tỉnh miền Bắc, trong đêm nay thì khối không khí lạnh cũng sẽ gây mưa và làm giảm nhiệt cho các tỉnh phía Bắc khu vực miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An. Sang ngày mai thì mưa sẽ lan dần xuống khu vực Trung Trung Bộ và sẽ mở đầu cho một đợt mưa trên diện rộng tại các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh xuống đến Bình Định. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trọng tâm mưa sẽ tập trung tại các tỉnh như là khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 60 mm trong vòng 24 giờ. Do có mưa nên nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ giảm. Cao nhất ngày cũng chỉ phổ biến là từ 27 cho đến 30 độ. Trong khi đó các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết đêm nay và ngày mai vẫn ít biến đổi. Tại đây thì mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi vào chiều tối, còn ban ngày vẫn có nắng với mức nhiệt độ khoảng 30 đến 33 độ. Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai tại đây trời vẫn ít mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều ở khu vực Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Tuy thời tiết nắng ráo ít mưa nhưng khu vực Nam Bộ lại đang trong kỳ chiều cường đầu tháng 9 âm lịch dâng cao nên nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Do đó người dân cần chú ý có các kế hoạch hợp lý để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của mình. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm thấp cùng với khả năng có lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Như vậy là từ sáng mai thì gió mùa sẽ khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh vào ban ngày và rét về đêm. Trung Bộ có mưa diện rộng tập trung ở Bắc và Trung Trung Bộ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng ngập úng do chiều cường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.